Bạn trai tôi, Lý Diệu, bị bạn bè tôi gọi đùa là chàng trai hiếu thảo 24 bởi vì anh ấy rất tốt với tôi, gần như coi tôi là tất cả của anh ấy. Mặc dù hoàn cảnh gia đình chúng tôi chênh lệch, nhưng tôi không quan tâm, miễn là chúng tôi yêu nhau đủ nhiều. Thế là đủ rồi. Mẹ của Lý Diệu Tổ bị ốm phải nhập viện. Tôi đã dùng mối quan hệ của gia đình chuyển bà ấy đến bệnh viện tốt nhất thành phố, được hưởng nguồn lực y tế tốt nhất. Em yêu, cảm ơn em nhé. Nếu không có em, anh thực sự không biết phải làm sao. Anh ấy xuất thân từ nông thôn, là con của gia đình đơn thân. Mẹ anh ấy một mình làm nhiều công việc để chu cấp cho anh ấy học đại học. Mẹ anh ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh ấy. Những ngày này mẹ anh ấy bị ốm, Lý Diệu Tổ gầy đi trông thấy. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh ấy, tôi bỗng thấy xót xa. Không có gì đâu, dì bị ốm em cũng rất lo lắng. Có thể giúp được em đã rất vui rồi. Anh ấy gật đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương. Lúc này bỗng có một chiếc xe lao ra, tiếng phanh xe chói tai. Tôi và Lý Diệu Tổ bị hất văng đi mấy mét. Khi mở mắt ra, chúng tôi đã ở trong một thế giới khác. Đây là đâu? Các người là ai? Tôi cảnh cáo các người, mau thả tôi ra không tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Các người đang chơi trò gì vậy? Tôi không phải người ở đây. Tôi phải về nhà. Các người có biết bạn gái tôi là ai không? Cô ấy là con gái độc nhất của nhà giàu nhất thành phố. Lại còn là con gái độc nhất của tập đoàn. Các người tốt nhất đừng chọc giận tôi. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng của Lý Diệu Tổ. Tôi chợt mở mắt nhìn. Nhìn bộ quần áo màu hồng trên người mình, tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không kịp để ý nhiều, liền chạy thẳng ra ngoài. Lý Diệu Tổ đang đứng cảnh giác trên nối giả, không biết phải làm sao. Bên dưới có một đám người vây quanh, nhìn bộ dạng giống như cung nữ và thái giám trong cung điện thời cổ đại. Thái tử, ngài mau xuống đi ạ. Đừng để bị ngã. Thái tử điện hạ, ngài cẩn thận. Nô tỳ đi tìm thang ngay đây. Lý Diệu Tổ à? Là em. Anh ấy nhanh nhẹn nhảy xuống từ núi giả. Em yêu, chúng ta đang ở đâu vậy? May mà anh vẫn còn nhìn thấy em. Hành động này của anh khiến các cung nữ và thái giám xung quanh quỳ xuống. Thái tử điện hạ, Tu Du chỉ là cung nữ hạ đẳng. Ngài muốn làm gì thì làm, sao có thể thấy được? Thái tử điện hạ, ngài mau buông tay ra, đừng để Tu Du làm bẩn tay ngài. Cung nữ hạ đẳng, thái tử ra. Chẳng lẽ tôi đã xuyên không? Lại còn xuyên không thành thái tử? Ai cũng từng đọc tiểu thuyết và xem phim xuyên không, nhưng chưa ai thực sự trải nghiệm nó. Điều này thật khó tin quá. Phải đấy, giờ anh là thái tử, còn em chỉ là một cung nữ hạ đẳng. Diệu Tổ, anh phải bảo vệ em đấy. Lý Diệu Tổ dường như không nghe thấy lời tôi nói, chỉ thấy hơi thở anh ấy trở nên gấp gáp, có vẻ như bị sợ không nhẹ. Anh đừng sợ. Thực ra đây là... Du Du, em nói xem chúng ta có quay về được không? Anh ấy ngắt lời tôi. Tôi còn nghe thấy một chút phấn khích trong giọng nói của anh ấy. Chưa kịp để tôi nói, anh ấy lại có vẻ hơi thần kinh khi gạt tay tôi ra. Đi đi lại lại, miệng lẩm bẩm. Chắc chắn là không về được rồi. Chúng ta đã gặp tai nạn xe. Trong thế giới thực, có khi chúng ta đã chết rồi. Làm sao có thể quay về được? Không về được nữa rồi. Chúng ta không thể quay về nữa rồi. Ở đây tôi là thái tử. Du Du, chúng ta hãy bình tĩnh lại một chút được không? Tình hình hiện tại hơi ngoài dự đoán của chúng ta rồi. Tôi nhìn anh ấy gật đầu. Sau khi Lý Diệu Tổ rời đi, tôi quay lại căn phòng nhỏ ban đầu. Thưa cô, là một trong những người chơi thử nghiệm đầu tiên của chuyến du hành thời không. Xin cô hãy đánh giá trò chơi của chúng tôi. Nhân vật, cảnh đối thoại đều rất chân thực. Cảm giác đau đớn cũng gần như thật. Rất tốt, 9 điểm. Lý Diệu Tổ không biết chúng tôi không hề xuyên không. Tất cả chỉ là một trò chơi mà thôi. Chuyến du hành thời không là một trò chơi do tập đoàn ứ bỏ ra rất nhiều tiền để phát triển một trò chơi mô phỏng có thể cho người chơi trải nghiệm nhập vai vào các thời không và các thân phận khác nhau. Hôm đó ở bệnh viện, Lý Diệu Tổ gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Thời gian gần đây anh ấy quá mệt mỏi. Tôi nghĩ để anh ấy vào trò chơi thư giãn một chút, nên đã đeo thiết bị mô phỏng trò chơi cho anh ấy. Từ lúc đó trở đi, chúng tôi đã bước vào trò chơi rồi. Từ lúc anh ấy tỉnh dậy, cùng tôi làm thủ tục cho mẹ anh ấy xong, cho đến khi xảy ra tai nạn, tất cả đều là trong trò chơi ảo. Lý Diệu Tổ thật sự, bây giờ vẫn đang gục trên bàn ngủ đấy. Tốt lắm, tốt lắm. Phản ứng của những NPC cũng rất tự nhiên. Tôi rất hài lòng với trò chơi này. Tôi lại nghĩ đến Lý Diệu Tổ, có vẻ như anh ấy hơi bị sợ hãi, không biết có xảy ra chuyện gì không. Giúp tôi kết nối với góc nhìn bên phía Lý Diệu Tổ. Tôi muốn xem màn hình trò chơi hiện tại của anh ấy. Lý Diệu Tổ đang tắm, có vẻ như anh ấy đã hoàn toàn chấp nhận rồi. Lúc trước tôi muốn nói thật với anh ấy rằng đây chỉ là một trò chơi thực tế ảo, vô tình bị anh ấy ngắt lời, nên bây giờ anh ấy thực sự nghĩ mình đã xuyên không. Thái tử gia có gì sai bảo? Đi lấy cho ta ít trái cây. Còn biết hưởng thụ nữa chứ. Giây tiếp theo tôi không cười nổi nữa rồi. Gọi thêm vài mỹ nhân nữa đến đây. Tôi tức giận chạy đến cung điện của anh ta. Lý Diệu Tổ đã tắm xong. Anh ta ôm một mỹ nhân ở mỗi bên. Trông có vẻ rất vui vẻ. Khi tôi xông vào,
Bị thái giám NPC cẩn mẫn chặn lại. Lý Diệu Tổ, anh đang làm gì vậy? Em nghĩ ta đang làm gì? Người đâu? Tên tiện tỳ này vô lễ với bổn thái tử. Vả miệng cho ta. Nghe những lời này, tôi kinh ngạc nhìn anh ta. Lúc này, Lý Diệu Tổ hoàn toàn có vẻ mặt tiểu nhân, chẳng còn chút giống với ký ức của tôi. Có thái giám tiến lên giữ chặt tôi. Ngay sau đó một cung nữ bước đến trước mặt tôi, giơ tay tát mạnh vào mặt tôi. Hệ thống đã chặn cảm giác đau đớn của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy má mình nóng rát. Lý Diệu Tổ đứng trên bậc thang, nhìn xuống tôi từ trên cao. Du Du, em hãy nhận rõ tình cảnh hiện tại đi. Ta là thái tử, còn em chỉ là một cung nữ hạ đẳng. Nếu em biết điều, thì nên hạ mình xuống mà nịnh bợ ta. Cầu xin ta bảo vệ em, chứ không phải còn tỏ vẻ ngạo mạn kiêu căng. Tôi chưa bao giờ biết anh ta lại có thể tiểu nhân đến thế. Một lúc sốc đến không nói nên lời. Nhưng anh ta lại tưởng tôi đang do dự. Tình cảm bao năm của chúng ta dù sao cũng còn đó. Ta cũng không đến nỗi tàn nhẫn với em đâu. Em cứ cầu xin ta đi. Biết đâu ta sẽ đưa em vào cung. Sau này ta lên làm hoàng đế, sẽ phong em làm quý phi. Còn làm hoàng hậu thì đừng mơ nhé. Thân phận em quá thấp kém, không xứng đáng đâu. Lý Diệu Tổ, anh thật vô sỉ. Thì ra bao nhiêu năm nay anh đều giả vờ yêu em đến thế. Anh không đi làm diễn viên thật đáng tiếc. Ta đúng là giả vờ đấy. Em khóc cái gì? Em có gì đáng ủy khuất chứ? Đừng tưởng ta không biết. Em là con gái nhà giàu, chưa bao giờ coi trọng ta, một gã nghèo này cả. Lần hẹn hò đầu tiên, em dẫn ta đến nhà hàng Tây. Ta còn không biết dùng dao nĩa thế nào. Thực đơn càng không đọc được. Thấy ta lúng túng như vậy, em có phải rất có cảm giác ưu việt không? Lúc đó ta đã thề, sớm muộn gì cũng sẽ đạp em dưới chân. Bây giờ cơ hội đã đến rồi, em cũng nên nếm trải cảm giác bị người khác sỉ nhục đi. Sỉ nhục ư? Nếu thực sự muốn sỉ nhục anh, em đã không mua nhà cho anh ở trung tâm thành phố, đã không sắp xếp cho mẹ anh vào bệnh viện tốt như vậy, đã không vì để ý đến lòng tự trọng của anh mà âm thầm nhờ bạn bè sắp xếp cho anh một công việc tốt. Giờ Lý Diệu Tổ lại nói em đang sỉ nhục anh ta. Ngoài việc tức giận, em chỉ thấy buồn cười. Trò chơi nhà em phát triển đáng giá quá, chưa chính thức ra mắt đã cho em thấy rõ bản chất của Lý Diệu Tổ. Em còn dám trừng mắt nhìn ta? Người đâu, kéo cô ta xuống, cho cô ta nếm trải bài học. Tôi bị anh ta nhốt vào phòng giam tối tăm. Nơi đây không một tia sáng, ẩm ướt tối tăm. Anh ta rõ ràng biết từ nhỏ tôi đã có chứng sợ chỗ kín. Trước đây, anh ta đã vô số lần động viên tôi khi tôi bất lực và sợ hãi, an ủi tôi. Nhưng giờ đây, anh ta lại dùng thứ tôi sợ nhất để tấn công tôi. Gõ vào hệ thống hậu đài, mở cho tôi vài cửa sổ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi khó thở. Cô ư, thời gian trải nghiệm trò chơi sắp kết thúc rồi. Có muốn chọn kết thúc sớm không? Không. Kéo dài thời gian trải nghiệm trò chơi của tôi và Lý Diệu Tổ. Tôi muốn xem bao nhiêu năm nay Lý Diệu Tổ còn giấu tôi điều gì nữa. Sáng sớm hôm sau, tôi bị kéo ra khỏi phòng giam. Lúc này tôi trông thật thảm hại, không còn vẻ kiêu ngạo như trước nữa. Lý Diệu Tổ rất hài lòng với kết quả này. Em từ nhỏ đã được nung chiều, chưa từng chịu khổ gì. Ta cũng không nỡ nhìn em như vậy. Bây giờ em đã hiểu chưa? Ồ, em đã hiểu rồi. Hiện tại chúng ta đã xuyên không đến đây. Em chỉ có thể dựa vào anh mà thôi. Nghe thấy thế, Lý Diệu Tổ rất vui vẻ. Thế mới phải chứ. Em hiểu ra là tốt rồi. Ta cho em làm cung nữ thân cận của ta. Trong mắt anh ta, đây đã là một ân huệ dành cho tôi rồi. Tôi đã làm theo ý anh ta, trở thành cung nữ thân cận của anh ta. Anh ta chẳng hề kiêng kỵ, trước mặt tôi vẫn tình tứ với các mỹ nhân. Cũng cho phép trưởng tỷ Mama khó dễ tôi, giao cho tôi nhiều việc bẩn thỉu nặng nhọc. Có hệ thống hậu đài che chắn. Những việc này tất nhiên tôi không phải tự tay làm. Tôi cũng lén sửa đổi thuộc tính nhân vật, khiến tôi trông mỗi ngày một tiều tụy hơn. Một tháng sau, Lý Diệu Tổ đến phòng của tôi. Anh ta nhìn tôi gầy đi trông thấy. Trong mắt không có sự xót xa, chỉ có sự thỏa mãn. Du Du, những việc này ta từ nhỏ đã làm quen rồi. Em mới làm có mấy ngày đã chịu không nổi rồi à? Anh ta nhìn đôi tay dớm máu của tôi. Con gái nhà giàu của Nhiên khác biệt, da thịt mềm mại quá. Tại sao lại phải hành hạ em như vậy? Vì ta nhìn em không vừa mắt. Tại sao đều là con người mà cuộc sống lại chênh lệch như trời với đất? Tại sao em sinh vào nhà giàu lại định sẵn cao hơn người khác một bậc? Tôi có thể cảm nhận được, trước đây khi Lý Diệu Tổ ở cùng tôi luôn rất cẩn thận. Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình chênh lệch nên anh ấy luôn cảm thấy tự ti khi đối diện với tôi. Vì vậy tôi đưa anh ấy đến nhà hàng Tây cao cấp, mua cho anh ấy hàng hiệu, đưa anh ấy đi du lịch mở mang tầm mắt. Tôi muốn từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi, tăng thêm đề tài chung. Tôi càng hy vọng anh ấy có thể hiểu, tôi thích chính con người anh ấy. Nhưng không ngờ ngay từ đầu anh ấy đã oán trách tôi, thậm chí còn cho rằng sự tốt bụng của tôi là sự sỉ nhục.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình cao hơn người khác. Em quan tâm đến cảm xúc của anh, bảo vệ lòng tự trọng của anh. Em làm vậy vẫn chưa đủ sao? Trước đây em đến nhà anh, em cũng chưa bao giờ chê bai gì cả. Em mua trang sức cho chị gái anh, mua đồ chơi cho cháu trai anh. Em học nấu ăn với mẹ anh, học cách chăm sóc người khác. Em thực sự muốn sống tốt với anh, chị gái và cháu trai của anh. Juju, em đúng là đồ ngốc. Anh làm gì có chị gái hay cháu trai nào? Người phụ nữ em thấy ở nhà anh lần trước là vợ đã hứa hôn từ nhỏ của anh. Đứa trẻ em nói đến là con trai ruột của anh. Đường đường là tiểu thư danh giá mà lại bị anh lừa đến thế. Em cũng ngủ quá đi mất. Anh nói gì vậy? Khi đó ông nội anh qua đời, tôi đã đi cùng anh về quê để chịu tang. Đó là một ngôi làng nhỏ nghèo khó trên núi. Ở đó tôi đã gặp chị gái anh và cháu trai 5 tuổi của anh. Lúc đó tôi đã thắc mắc, rõ ràng là chị em ruột, nhưng sao họ trông chẳng giống nhau chút nào. Ngược lại đứa cháu trai nhỏ này lại giống Lý Diệu Tổ như đúc, như từ cùng một khuôn đúc ra vậy. Tôi rất thích đứa trẻ đó, còn ôm nó chơi rất lâu. Cháu trai giống chú cũng là chuyện bình thường, nên tôi đã không nghĩ nhiều. Điều tôi quan tâm nhất lúc đó là sự thù địch vô cớ của chị gái anh đối với tôi. Tôi tưởng mình đã làm điều gì khiến chị ấy không vui. Vì thế mà tôi còn dày dứt một thời gian, cho đến bây giờ mới hiểu ra. Làm gì có chị gái nào, đó là đứa trẻ bị bỏ rơi mà mẹ Lý Diệu Tổ nhặt được dưới gầm cầu, nuôi lớn cho một miếng cơm ăn, chuẩn bị gả cho Lý Diệu Tổ làm vợ. Nhưng ai ngờ được, Lý Diệu Tổ lại yêu tôi, một cô gái nhà giàu. Vì vậy cả nhà họ đã ngầm hiểu, giấu nhẹm chuyện vợ hứa hôn từ nhỏ. Đứa trẻ đó là kết quả của mùa hè năm Lý Diệu Tổ tốt nghiệp cấp 3, khi anh ta và cô gái nuôi kia. Kết quả đến giờ vẫn chưa được đăng ký hộ khẩu. Tôi run rẩy vì tức giận. Lý Diệu Tổ trước mặt tôi luôn là hình ảnh của một người thật thà. Tôi không thể nào ngờ được anh ta lại lừa tôi thảm hại đến thế. Thôi, em đừng giận nữa. Nghe nói những ngày này hoàng đế sức khỏe càng ngày càng yếu, chẳng bao lâu nữa ta sẽ lên ngôi hoàng đế. Em ngoan ngoãn theo ta, đừng làm ta tức giận. Ta hứa sẽ cho em sống sung sướng. Nếu em không biết điều, đừng trách ta tàn nhẫn. Nghe nói ở đây cung nữ và thái giám đối xử rất tệ. Em chắc không muốn đi hầu hạ một tên thái giám đâu nhỉ? Việc đánh đập tôi khiến Lý Diệu Tổ có cảm giác thỏa mãn cực độ. Anh ta nghĩ rằng trong tình cảnh này tôi chỉ có thể dựa vào anh ta. Số phận của tôi hoàn toàn nằm trong tay anh ta. Anh ta đã bắt đầu tự mãn rồi. Sau khi Lý Diệu Tổ rời đi, tôi ngồi trong sân rất lâu. Cô Ưu, có muốn chọn thoát khỏi trò chơi không? Đúng vậy, trong bối cảnh thời gian này, hãy đẩy nhanh cốt truyện lên một chút. Tôi tạm thời để nhân vật của mình tự động. Còn về phần Lý Diệu Tổ, khi anh ta lên ngôi hoàng đế thì hãy đẩy anh ta ra khỏi trò chơi. Tôi muốn để anh ta rơi xuống vũng bùn khi đang đắc chí nhất. Được thưa cô Ưu. Tôi nhắm mắt lại, bắt đầu thoát khỏi trò chơi. Lần gặp Lý Diệu Tổ tiếp theo, tôi hy vọng anh vẫn có thể cười vui vẻ như thế. Đã trải qua gần một tháng trong thế giới trò chơi, nhưng trong cuộc sống thực mới chỉ trôi qua có nửa giờ. Đó chính là điều kỳ diệu của chuyến du hành thời không. Thực tế và ảo tưởng, chân thành và giả dối, thật khiến người ta không phân biệt được rõ ràng. Lý Diệu Tổ vẫn gục trên bàn, khóe miệng mang nụ cười, như vừa trải qua một giấc mơ đẹp, hình ảnh ấm áp mà trước đây tôi yêu thích nhất, lúc này lại trở nên đặc biệt. Người gan thật, nhìn thấy trẫm mà không quỳ, người đâu? Nói xong mới nhận ra môi trường xung quanh họ. Cung điện trong ký ức của anh ta khác xa với thực tế. Chuyện gì vậy? Tôi không phải đã xuyên không sao? Anh ngủ cũng nhiều nhỉ? Đã một tiếng rồi đấy. Mơ à? Nhìn ngủ mê mệt luôn. Mơ à? Mơ, anh ta quả thực nên tuyệt vọng. Mới hôm trước vừa lên ngôi hoàng đế, rõ ràng đã có mỹ nhân trong tay, nắm giữ quyền lực tối cao, và cô bạn gái luôn coi thường mình cũng đã bị anh ta dạy dỗ cho ngoan ngoãn. Muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng. Rõ ràng bản thân đã lên đến đỉnh cao cuộc đời, nhưng giờ có người nói với anh ta tất cả chỉ là một giấc mơ anh ta vừa trải qua. Mọi thứ đều trở về điểm xuất phát. Anh ta lại trở thành gã đàn ông tự ti hèn mọn, chỉ có thể đi nịnh bợ bạn gái như một kẻ mượn danh phượng hoàng. Sự chênh lệch này quá lớn, làm sao anh ta không tuyệt vọng được? Sao thế? Mơ đẹp à? Lý Diệu Tổ nhanh chóng phản ứng lại, trên mặt trêu nụ cười vừa phải. Ừ, anh mơ thấy kết hôn với em, còn sinh được một đứa con đáng yêu nữa. Đúng là một giấc mơ xuân lớn thật. Em yêu, anh mệt quá. Mệt à, vậy thì nghỉ ngơi đi. Vẫn là em đối xử với anh tốt nhất. Lý Diệu Tổ kéo tôi đến quầy thanh toán của bệnh viện. Viện phí và phí phẫu thuật của mẹ anh ta đều phải thanh toán hôm nay. Ở quầy, nhân viên in hóa đơn ra, tổng cộng 580.000. Xin hỏi thanh toán bằng cách nào à? Trước đây tôi đã sắp xếp cho mẹ Lý Diệu Tổ, đều là phòng VIP, sử dụng toàn bộ dịch vụ tốt nhất. Sau khi nhân viên hỏi câu này, Lý Diệu Tổ theo phản xạ nhìn về phía tôi. Em yêu, lần nào cũng để em tốn tiền. Anh thật sự áy náy quá. Áy náy à? Được thôi, vậy anh tự trả đi.
Đây là con trai ruột của bà Vương Thúy Hoa. Sau này chi phí y tế của bà Vương cứ trực tiếp tìm anh ấy là được. Khoan đã. Du, em sao vậy? Sao đột nhiên lại giận dữ thế? Có phải anh làm điều gì chưa tốt không? Thưa ông, xin đừng lãng phí thời gian của mọi người. Còn nhiều người đang xếp hàng chờ thanh toán. Lý Diệu Tổ lo lắng đến đỏ mặt. Anh ta đau đớn móc thẻ ngân hàng của mình ra, đưa cho nhân viên. Những năm qua anh ta ăn của tôi, dùng con lương của mình thì tất cả đều để dành. Thanh toán xong, Lý Diệu Tổ vội vàng đuổi theo. Em yêu, em sao vậy? Có phải đâu đó không khỏe không? Tôi nhìn anh ta chỉ thấy buồn cười. Xem kìa, diễn xuất tốt làm sao? Rõ ràng vừa mới mất một khoản tiền lớn. Rõ ràng tôi vừa làm anh ta mất mặt trước mọi người. Nhưng giờ đối diện với tôi, anh ta vẫn có thể giả vờ tình cảm sâu đậm như vậy. Đúng là không khỏe thật. Lý Diệu Tổ, anh khiến tôi thấy buồn nôn đấy. Du, rốt cuộc em sao vậy? Có phải có hiểu lầm gì không? Chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng mà. Từ giờ chúng ta chia tay, không liên quan gì nữa. Giữa anh và tôi không còn chút quan hệ nào nữa. Tôi trực tiếp đến nơi tôi và Lý Diệu Tổ từng ở. Đây là món quà tốt nghiệp mẹ tôi tặng sau khi tôi tốt nghiệp đại học. Sau đó Lý Diệu Tổ thường nói với tôi mẹ anh ở quê, nhớ anh và sức khỏe không tốt thế nào. Còn có cháu trai muốn học ở thành phố, muốn đến sớm để thích nghi môi trường. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, nên để cả nhà họ chuyển đến. Dù sao tôi cũng có nhiều bất động sản. Nhưng giờ dù căn nhà này bỏ không đóng bụi, tôi cũng không để gia đình này hưởng lợi. Tôi bấm mã khóa để mở cửa. 3 lần đều hiển thị mật mã sai. Tôi cười giận dữ, còn đổi cả mật mã. Thật sự coi đây là nhà mình rồi. Đập phá khóa đi. Lúc này cửa lớn bỗng được mở từ bên trong. Chị gái của Lý Diệu Tổ đó, Lý Xuân Xuân nhìn tôi đầy cảnh giác. Cô làm gì đấy? Ra là ở nhà à? Vậy là vừa nãy tôi bấm mật mã bên ngoài lâu như vậy, cô ta lại im lặng. Là không muốn gặp tôi. Tôi liếc nhìn cô ta, đi vòng qua cô ta vào nhà. Căn nhà trang trí đơn giản cao cấp. Giờ đây khắp nơi đều chất đầy đồ đạc, đồ chơi của trẻ con. Tiểu thư ư, cô đến nhà tôi rốt cuộc có chuyện gì? Nhà cô ư, cả nhà các người mặt dày thật đấy. Cho các người nửa ngày, dọn sạch tất cả rác rưởi trong căn nhà này ra ngoài. Cô nói gì vậy? Cô làm vậy có được phép của anh ấy không? Tôi làm vậy còn cần sự cho phép của anh ta sao? Tôi và Lý Diệu Tổ đã chia tay rồi, sau này đừng gắn tôi với anh ta nữa. Tôi thấy xui xẻo lắm. Du, em có thể đừng làm ầm lên không? Có chuyện gì chúng ta nói chuyện tử tế. Nếu anh có chỗ nào làm em không vui, anh nhất định sẽ xin lỗi em. Em yêu, chúng ta rời khỏi đây được không? Tôi liếc nhìn Lý Xuân Xuân, cô ta cắn chặt môi dưới, trông có vẻ nhẫn nhịn và ủy khuất. Cô ta mới là người nhẫn nhịn thực sự, vì vinh hoa phú quý của cả nhà, để mặc người đàn ông của mình đi nịnh bợ, chiều chuộng phụ nữ khác, thật đáng thương. Đây là nhà của tôi, tại sao tôi phải rời đi? Anh sợ tôi làm khó vợ anh à? Em đang nói gì vậy? Anh làm gì có vợ? Cô ấy đấy, cô ấy đã sinh cho anh một đứa con trai. Anh không nên cho cô ấy một danh phận sao? Du, em xin lỗi chị anh đi. Em quá đáng quá rồi, sao có thể xúc phạm chị ấy như vậy? Giọng anh ta rất to, đánh thức đứa trẻ đang ngủ trong phòng. Đứa trẻ bình thản đi ra từ phòng, nhìn thấy một nhóm người đứng trong phòng khách, có vẻ hơi ngạc nhiên. Nó nhìn thấy Lý Diệu Tổ, mắt lập tức sáng lên. Ba, con ngủ mơ à? Con nhìn kỹ lại đi, đây là ai vậy? Đây là chú con. Cả nhà này đều là diễn viên giỏi, tôi không có thời gian diễn tiếp với họ nữa. Nói lại lần nữa, nửa ngày để dọn ra khỏi căn nhà này. Lần gặp lại Lý Diệu Tổ là một tuần sau đó. Anh ta nhiều lần không tìm được tôi, cuối cùng chạy đến công ty để chặn tôi. Chỉ vài ngày mà anh ta đã hoàn toàn thay đổi. Tóc rối bù, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, cằm mọc đầy râu ra lởm chởm, trông tiều tụy và bẩn thỉu. Du, em thật nhẫn tâm, sao em có thể làm đến mức này? Lý Diệu Tổ thực sự không có một ngày mình lại bị người ta đuổi ra đường. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, cả gia đình lớn của họ làm sao dọn ra được, còn phải đi tìm nhà ở huyện nữa. Họ cũng ôm hy vọng may mắn, cứ ở lại căn nhà đó. Nhưng không ngờ, ngày hôm sau, có mấy gã đàn ông hung dữ đến tìm, ném cả người lẫn đồ đạc của họ ra ngoài. Lý Diệu Tổ chỉ phản kháng một chút, đã bị họ đánh đập túi bụi. Nhóm người đó đúng là xã hội đen man dợ. Chuyện đó không liên quan gì đến tôi cả, tôi chỉ bán căn nhà đi thôi. Tình cờ người mua nhà có chút lai lịch, ra tay nhanh gọn một chút, làm sao có thể trách tôi được. Gì cơ, em bán nhà rồi? Căn nhà các người ở qua tôi thấy bẩn. Lý Diệu Tổ, những gì tôi cho anh, tôi sẽ từng chút lấy lại hết. Anh chuẩn bị tinh thần đi. Cho đến khi tôi rời đi, Lý Diệu Tổ vẫn đứng nguyên tại chỗ,
Anh ta không hiểu nổi, thực sự không hiểu nổi. Rõ ràng không lâu trước đây còn nghe lời anh ta, chiều chuộng anh ta 100%. Sao đột nhiên lại thay đổi nhanh như vậy? Còn chuyện có con là của Lý Xuân Xuân và mẹ anh ta, tuyệt đối không thể nói ra. Dù sao, cả nhà chỉ trông cậy vào việc anh ta cưới được cô gái nhà giàu, một bước lên mây, thực hiện bước nhảy vọt giai cấp. Vậy rốt cuộc cô ấy biết chuyện này thế nào? Từ trước đến nay họ vẫn chơi với nhau rất tốt. Sao đột nhiên lại bị lộ chứ? Lý Diệu Tổ nghĩ đến, đầu hỏi cũng vẫn không hiểu nổi. Tiền của anh ta sau khi trả viện phí lần trước thì còn rất ít. Họ chỉ có thể thuê tạm một căn nhà nhỏ để ở. Căn nhà nhỏ tối tăm ẩm thấp, lại không có ánh nắng, chẳng thoải mái bằng một góc căn hộ lớn. Lý Diệu Tổ trong lòng ấm ức. Cơn nước này chưa kịp chút ra, bên công ty lại xảy ra chuyện. Lần trước gọi anh ta để nói chuyện, bảo dự án anh ta phụ trách có lỗ lớn, mắng anh ta một trận nặng nề. Anh ta có linh cảm, công việc nhàn hạ lương cao này của anh ta có thể sẽ mất. Chủ công ty anh ta làm việc là bạn học cũ của Du Du. Ban đầu anh ta có thể vào làm ở công ty này, hoàn toàn là nhờ hào quang của cô ấy. Giờ họ đã chia tay, công việc này sớm muộn cũng sẽ mất thôi. Câu hỏi đã khiến Lý Diệu Tổ bối rối lâu nay. Trong trò chơi chuyến du hành thời không này, khi chính thức ra mắt, đã có được câu trả lời. Video quảng cáo trò chơi xuất hiện khắp nơi. Lý Diệu Tổ nhìn một cảnh trong trò chơi, mắt mở to. Nơi này giống hệt giấc mơ đẹp anh ta từng có. Hình ảnh tinh xảo vừa lướt qua. Cuối video là phỏng vấn người dùng thử nghiệm. Khi người đầu tiên được phỏng vấn xuất hiện, Lý Diệu Tổ biết mình thực sự xong rồi. Nếu cùng bạn trai xuyên không về cổ đại, bạn trai trở thành hoàng đế, còn bạn trở thành một cung nữ hạ đẳng, bạn trai của bạn sẽ đối xử với bạn thế nào? Có người nói sẽ bị bạn trai đẩy đi biên cương. Có người lại tin rằng bạn trai sẽ không do dự chia sẻ vinh hoa phú quý. Cùng một cảnh, cùng một cốt truyện, mỗi người lựa chọn khác nhau, sẽ có kết cục khác nhau. Ít nhất đối với tôi rất cảm ơn trò chơi này, đã cho tôi nhìn rõ một con người. Vài ngày sau tôi đến bệnh viện thăm bạn. Vừa ra khỏi phòng bệnh đã tình cờ gặp mẹ con Lý Diệu Tổ. Mẹ vẫn chưa khỏe hẳn, mẹ con phải ở thêm 2 ngày nữa. Mẹ, chúng ta đổi bệnh viện khác được không? Ở đây thực sự quá đắt. Con không phải là không có tiền. Hơn nữa, nhà bạn gái con giàu có, nó chắc chắn sẽ cho con tiền thôi. Con với cô ấy, ôi, để con nói với mẹ sau. Chúng ta xuất viện trước đã. Mẹ không xuất viện. Có lẽ là số tiền viện phí trả lần trước đã hết. Lý Diệu Tổ đến để đưa mẹ anh ta đổi bệnh viện. Dù sao phòng VIP thật sự không phải thứ họ có thể chi trả nổi. Họ nhìn thấy tôi, ngớ ra một Lý Diệu Tổ nhanh chóng rời mắt đi, kéo mẹ anh ta ra ngoài. Mẹ anh ta giật tay ra, cười chạy lại chỗ tôi. Du Du à, con đến thăm mẹ phải không? Thời gian qua mẹ ở đây thật sự khiến con tốn kém quá. Bà ta mặc nhiên cho rằng chi phí y tế đắt đỏ là do tôi trả. Tốn kém gì chứ? Đây là tiền con trai bà đưa, không liên quan gì đến tôi cả. Cái gì? Chi phí y tế đắt đỏ thế này đều do con trai tôi trả à? Đúng vậy, tôi với anh ấy đã chia tay rồi. Gì cơ? Đồ con bất hiếu này, chi phí y tế đắt đỏ thế mà mày dám trả à? Đó là 580.000 đấy. 580.000 đó, xem gia đình này kìa. Đúng là ruột thịt mà. Trong mắt họ, tiền của tôi là do gió thổi đến chắc. Tôi lời dây dưa với họ nữa. Đi vòng qua họ định bước đi, nhưng mẹ anh ta đột nhiên túm lấy tay tôi. Cô không thể đi, cô với con trai tôi đã chia tay rồi, thì phải đưa nó một khoản tiền chia tay chứ. Con trai tôi theo cô lâu như vậy, cũng phải có chút bồi thường chứ. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Tại sao không thể nói? Vốn dĩ con trai tôi để lấy lòng cô, nhẫn nhịn chịu đựng, những năm qua đều lãng phí vì cô. Cô phải bồi thường cho nó. Chúng tôi cũng không đòi nhiều, cô đưa 3 triệu thôi. Tôi là người giàu có, nhưng tôi không phải kẻ ngốc. Các người thật là thú vị. Nếu cô không đưa số tiền này, tôi sẽ tung những bức ảnh riêng tư của cô với con trai tôi ra ngoài. Tôi biết, nhưng đứa con nhà giàu như các cô đều sẽ kết hôn trong giới. Xem khi danh tiếng cô bị hủy hoại, ai còn dám cưới cô nữa. Nghe câu này, đừng nói là tôi. Mặt Lý Diệu Tổ lập tức tái nhợt. Anh ta là người học đại học, anh ta không ngủ luật. Mẹ, đừng nói nữa. Ở đây lắp camera độ nét cao nhất. Chắc hẳn những lời gì vừa nói đã được ghi lại rồi. Đe dọa tống tiền là phạm pháp đấy. Cô đừng dọa tôi. Cô tưởng tôi là đứa trẻ con à? Sau này anh và gia đình anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi biết rồi. Khi chuyến du hành thời không kỷ niệm 1 năm ra mắt, công ty tôi tự lập cũng thuận lợi phát triển. Gia đình tổ chức một bữa tiệc tối cho tôi. Tôi thì chị họ mới về nước không lâu cũng đến. Chỉ là trông chị ấy có vẻ không vui lắm. Chị ấy ngồi một mình ở góc phòng. Bạn thân đến bên cạnh tôi. Chị họ Lý ly hôn rồi. Sao lại thế? Chị ấy với anh rể không phải là cặp vợ chồng kiểu mẫu sao? Anh rể đối xử với chị ấy tốt lắm. Khi xưa tôi yêu Lý Diệu Tổ, phần lớn là chịu ảnh hưởng từ hai người họ. Tuy anh rể cũng là rể ở rể, nhưng họ sống rất hạnh phúc. Tôi rất ngưỡng mộ. Sau đó gặp Lý Diệu Tổ, tính cách anh ấy rất giống anh rể. Dịu dàng và chu đáo, cảm xúc ổn định.
Tôi mơ ước cuộc sống hạnh phúc như họ, nên mới ở bên Lý Diệu Tổ. Chị ấy nghe nói em dùng trò chơi này phát hiện ra kẻ phản bội, nên cũng hứng thú muốn thử. Khi anh về ngủ, chị ấy đeo thiết bị mô phỏng cho anh ấy. Rồi sao? Họ xuyên không đến thời Dân Quốc. Anh rể là quân phiệt, chị họ em là vợ quân phiệt. Việc đầu tiên anh rể em làm khi nhận ra tình hình là bỏ rơi chị em. Tôi nhìn lại chị họ, ánh mắt đầy thương cảm, trong lòng cũng có chút mừng thầm. May mà tôi phát hiện sớm. Đàn ông Phượng Hoàng thật không đáng tin, đồ phản bội. Một giọt nước mắt cá sấu khiến em rơi lệ à. Nghe nói Lý Xuân Xuân và mẹ Lý Diệu Tổ đã đưa đứa trẻ về quê rồi. Lý Diệu Tổ một mình ở lại đây thuê một phòng đơn, sống chật vật qua ngày. Gần đây nghe nói anh ta lại yêu một cô gái nhà giàu. Cô gái nhà giàu đó cũng trong lúc anh ta ngủ cho anh ta dùng thiết bị mô phỏng trò chơi, chỉ muốn xem phản ứng chân thật nhất của anh ta. Sau khi vào trò chơi, anh ta thể hiện rất tình cảm, nghe nói còn chớt thay cho cô gái đó. Cô gái nhà giàu đó tin anh ta luôn. Họ không phải sắp cưới đấy chứ? Không phải, em đoán xem. Cô gái nhà giàu đó là kẻ lừa đảo, lừa cả tình lẫn tiền của Lý Diệu Tổ rồi biến mất. Lý Diệu Tổ bây giờ suốt ngày đắm chìm trong thế giới trò chơi ảo, người gần như tàn phế rồi. Nghe có vẻ khá thảm, nhưng tôi chẳng hề thương hại anh ta. Rõ ràng mình có tay có chân, nhưng luôn nghĩ đến việc làm đàn ông Phượng Hoàng để giúp phụ nữ giàu có, chỉ một mực tìm đường tắt, cuối cùng chỉ khiến mình lạc lối. Vì thuật toán chỉ đề xuất những video nhiều like, các bạn dành ra một giây cho S1 like nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những giây phút xem phim vui vẻ.